và đất của mình là view kênh nha quý anh chị đây view kênh Tòa lạc tại ấp hòa mỹ xã bình ninh huyện chợ gạo tỉnh tiền giang đường này mình dẫn về ngay chỗ nhà máy hồng đăng huyện lộ 12 a cũng như là chợ thành nhật nha quý anh chị là khoảng hai cây số đó mình có thể đi cái đường này ra chợ vàm rồng rẽ tới ngã ba rẽ tay phải về chợ vàm rồng khoảng Hai cây số luôn nha quý anh chị. Về tỉnh lộ 877 luôn được cũng được nha. Về trung tâm huyện Gò công tây theo hướng này, ngay chỗ đường cầu quán là khoảng 15 phút là mình tới nha. Đất của mình quay về hướng đông, phía trước trụ điện qua là có cái trụ ranh này luôn đó chị. Để ha. Đó trụ ranh qua. 6 m nha. Có đóng trụ ranh rõ ràng rồi. Sau vào là 38 m phía sau này cũng có đã đóng trụ tranh luôn nha quý anh chị cái sau chỗ clip cuối đường đường vườn dừa ngay chỗ giáp ranh với giường dừa đó là đất của mình ngay chỗ vị trí đó ha và đây là hình xó đất nha quý anh chị ở hành lang lô giới của mình là 3 mét chín đó có thổ cư kinh dở luôn với giá là 490 triệu nha quý anh chị đường điện trước đất wifi rồi đầy đủ hết rồi 490 triệu có đất có thổ cư về các nhà ở liền luôn À, ở đây mình rất là gần cụm công nghiệp nha quý chị Mình ra cụm công nghiệp một cây rưỡi số Thì có khoảng 7 công ty Công ty Mai, túi sách, Mai áo Khu dân cư hiện hữu Phía ngoài đây cũng có một kênh đi đi lên nữa quý chị Đi lên thẳng đường, đường gặp kênh Phú Hòa Đó. Nói chung là đường ở đây là đường thông Nhiều ngã ha Đất quay về hướng đông Tránh đông, phiêu kênh à, Giá bán à, cho thửa đất của mình là 490 triệu. Từ thành phố Hồ Chí Minh, quý anh chị về đây tầm khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ xe là quý chị tới đất nha. Đất sạch sẽ không màu mạ mà. Thì cái nền của mình thì tương đối là gần bằng với mặt nạ với nhựa nha quý chị. Đó. phía trước thì gần bằng này, phía hơi trong hơi thấp hơn tí xíu nha. Rồi, nếu anh chị quan tâm vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 524 Em sẽ gửi thêm thông tin cho quý chị xem cũng như là gửi định vị trên Google Maps Cho quý anh chị mình tiện hình dung của khu đất mình ha Đến đây em xin kết thúc video, hẹn quý anh chị mình ở những video tiếp theo của kênh nha